xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngọc Linh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là anh là Tu, làm từ dây và sữa chua. Xin chào các bạn, mình tên là Linh Phương, anh là con vật từ bìa cắt tông. Xin chào các bạn, tôi tên là Dương Dương, tôi là một con hộp sữa chua và từ bìa. Xin chào các bạn, mình tên là Giang Giang, nóng của mình là Minh.